Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Xe Cỏ Review. Và trước mắt mọi người đây là những chiếc xe Honda. Đây là những chiếc xe thuộc nhà Honda nha mọi người. Và chiếc xe trước mắt mọi người đây là chiếc Honda Super Cup 110 ABS nội địa Nhật Bản. Và chiếc xe này thì nó làm theo phong cách cảm hứng từ những chiếc cúp cánh nén 81 ngày xưa. Đấy, với đầu đèn tròn full LED nha. Và xi nhan kiểu như là quả trứng gà, bóng halogen ở bên trong. Và logo to bự ở phía đằng trước mặt nạ, đặc trưng của dòng Honda Super Cup. Và chiếc xe này thì nó được sản xuất tại Nhật Bản và được nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam. Đây là dòng xe nội địa của thị trường Nhật Bản. Và chiếc Honda Super Cup 110 ABS này nó được đưa về Việt Nam với khá là nhiều màu sắc nổi bật. Như chiếc xe trước mà mọi người đây là chiếc xe màu vàng. Đấy, có màu vàng hơi nhạt nhạt ha. Và nó có màu trắng, màu kem, màu xanh biển. Và hiện tại thì mẫu Honda Super Cup 110 này nó còn 4 màu nha anh chị em. Đấy, và chiếc xe này thì nó mang kiểu dáng rất là cổ điển, nhưng mà nó cũng được nâng cấp trang bị lên là bánh mâm, thắng đĩa và có ABS ở bên trong. Và những chiếc xe cúp cánh nén ngày xưa đó mọi người, thì chiếc xe nó trang bị phuộc giò gà, thì nay nó cũng đã nâng cấp là thay đổi hoàn toàn rồi. Nó sử dụng phuộc ống lồng hiện đại hơn và nó đi nó nhún êm ái hơn so với phuộc giò gà rất là nhiều. Đấy, thì xe đời 2024 bây giờ nó đã trang bị phanh đĩa và có ABS ở bên trong. Đó, mọi người có thể thấy là các chi tiết của nó rất là đẹp ha, rất là sáng đẹp. Ốc tán này kia do Nhật sản xuất thì nó cũng rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này hiện tại thì đã có đăng kiểm cầm tay hết rồi nha. Có đăng kiểm cầm tay cho nên mọi người về là đăng ký ra tên ra biển số thoải mái, rất là vô tư. Đây là xe nhập hải quan chính ngạch, không phải là xe thanh lý nhập nội địa, nhập từ Campuchia về đâu nha mọi người. Đây là những chiếc cúp 110 hoàn toàn mới được nhập về từ Nhật Bản. Và chiếc xe trước mắt mọi người đây là chiếc xe có cái tông màu trắng, nó màu trắng nguyên con, kiểu trắng ngọc trai thì nhìn nó rất là hay, nhìn nó rất là đẹp nha. Đó, màu trắng này thì cực kỳ độc rồi. Toàn thân xe được sơn màu trắng hết luôn. Cánh bẩn và cốp thì nó là nhựa màu trắng rồi. Đó. Và chiếc xe này thì nó trang bị khối động cơ 109cc. Thì nó cũng có trang bị FI nha, đi rất là tiết kiệm xăng. Và đây màn hình đồng hồ của em nó thì vẫn giữ nét cổ điển. Màn hình thì nó như là kiểu dạng giọt nước tròn tròn rất là đẹp. Và nó vẫn sử dụng đồng hồ kim đo km, đo tốc độ. Tuy nhiên là ở bên dưới nó có một cái màn hình LCD nhỏ bên dưới. Thì cái này nó sẽ đo là odo, báo xăng cũng như là báo cấp số. Nói chung chiếc xe này thì nó báo đầy đủ các thông tin cần thiết cho mọi người nha. Xe đời mới bây giờ thì nó đã tiên tiến hơn rất là nhiều rồi. Và ở bên cạnh đó thì cũng có chiếc Honda Monkey. Chiếc này thì mình sẽ giới thiệu với anh em ở một cái clip sau ha. Đó, chiếc Honda Monkey này là phiên bản Lightning, phiên bản đặc biệt. Và sản xuất cũng rất là giới hạn. Em này là model 2024, chiếc xe này cũng mới vừa được đưa về Việt Nam luôn nha mọi người. Đây là một mẫu xe Honda Monkey nội địa Thái Lan, được sản xuất tại Thái Lan và được nhập tư nhân chính hãng về Việt Nam nha. Đó, và chiếc xe ở đời 2024 này thì nó đã được trang bị 5 cấp số cũng như là da yên của nó cũng đẹp hơn. Da yên của chiếc xe này thì nó làm theo kiểu Burberry. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy và cái bô vắt cao của nó ha. Đấy, một chiếc xe rất là chất chơi. Đây là một dòng xe chơi dành cho những anh chị em cá tính nha.